Chào mọi người. Như mọi người cũng biết là Bộ Tài chính với Bộ Công Thương thì mới ra một cái thông báo là sắp tới đây sẽ tăng 5.000 một lít xăng để gọi là cái tiền thuế bảo vệ môi trường. Thì rất là nhiều người cũng biết là cái vấn đề môi trường ở Việt Nam hiện nay thì nó rất là thảm hại, rất là thê thảm. Như là cái tình trạng mà Formosa chẳng hạn xả thải, đó cũng là cái vấn đề của môi trường đang bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Nhưng mà chính phủ thì đều làm ngơ, nhưng họ lại đưa ra những cái quy định, những các cái phương cách để mà hút máu dân. Như là vấn đề là họ đưa ra cái dự thảo là sẽ đưa ra cái quy định là bắt người dân phải hiến máu một năm một lần, bắt buộc nhá. Khi cái dự thảo đấy đã bị người dân phản đối rất là mãnh liệt, thì bây giờ họ lại chuyển sang tăng giá xăng. Cái dự tính của chính phủ là tăng giá 5.000 một lít xăng để lấy cái gọi là phí bảo vệ môi trường. Thì quý vị cũng biết, nhiều người, tôi tin là nhiều người cũng biết cái vấn đề xăng tăng giá nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống và cái nồi cơm của chính gia đình chúng ta, không riêng gì ai mà của tất cả mọi nhà, tất cả mọi người. Nhưng mà hầu như mọi người đều công nhận người dân Việt Nam trong cái thời gian này có một cái thông lệ rất là tuyệt vời, đó là câm lặng trước mọi cái bất công của xã hội, của dân tộc, của cái sinh mạng gia đình mình, chỉ có đánh nhau vì một cái thứ nhỏ nhặt, vì một cái nhìn, hay là vì một cái lời chào, hay là vì tranh giành một người phụ nữ, tranh giành một người đàn ông, thì công nhận là người Việt Nam mình thì cực kỳ tuyệt vời trong vấn đề đấy. Nhưng tại sao họ lại câm lặng trước cái vận mệnh của dân tộc, và bây giờ là cái nguồn sống của chúng ta, đó là cái gì? Cái xăng tăng giá là ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống, là vấn đề đi lại, vấn đề cơm áo gạo tiền của chúng ta đều bị tăng theo. Chúng ta bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm tiền nuôi những người chính phủ, những người cơ quan đảng và nhà nước, để họ bóc lột chúng ta một cách hết sức là trơ trẽn, hết sức là tùy tiện như vậy. Thì quý vị lại lặng câm, nhưng mà chỉ đi tranh giành những cái rất là nhỏ nhặt. Ngay như Trung Quốc xâm chiếm biển đảo mọi người còn làm ngơ được, ngay như Formosa xả thải quý vị cũng làm ngơ. Vậy thì bây giờ 5.000 một lít xăng để gọi là cái phí bảo vệ môi trường, thì quý vị có tin không? Quý vị có tin cái điều đó nó xảy ra không? Đây, mấy năm trước khi mà xăng tăng giá, nhưng quý vị cũng biết là xăng ở Việt Nam nó đắt hơn xăng ở nhiều nước trên thế giới gấp nhiều lần. Nhưng mà cái thu nhập hàng tháng của người dân Việt Nam thì lại thấp, cực kỳ là thấp, thấp nhiều lần so với các cái nước đấy. Vậy thì rất nhiều người cứ chửi tôi, nhiều người dân chửi tôi là con điên, con ngu, con khủng, con thế nào, con thế kia. Hãy làm để lo cho cái nồi cơm của mình. Nhưng quý vị không có biết rằng những người khùng, những người điên như chúng tôi đã cất lên những cái tiếng nói để đòi, để đấu tranh cho cái quyền căn bản của mình, cho cái cuộc sống của mình, cái vấn đề mà cái sức khỏe, cái sức lao động của mình bỏ ra nó không bị bóc lột cách hết sức là tùy tiện như vậy. Cách đây mấy năm khi xăng tăng giá thì tôi cùng những người bạn mặc những cái áo như thế này, giọt xăng giọt máu, rồi đây bên đằng sau của nó là xăng tăng giá ta điêu đứng. Thì rất nhiều người đã chửi chúng tôi là điên, là dồ, là khủng, rồi còn công an thì bảo chúng tôi là phản động. Nhưng bây giờ quý vị nhìn đi, xăng tăng giá ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của tất cả mọi người. Và đơn giản thôi, quý vị không làm được những điều to tát, không cần phải làm những việc lớn nào gì cả, quý vị chỉ cần những cái đề can như thế này thôi, nhỏ thôi, phản đối xăng tăng giá, cất lên cái tiếng nói của mình. Hãy cất lên cái tiếng nói của mình quý vị ạ. Là con người, chúng ta cần phải đưa lên cái tiếng nói của mình, cái chính kiến của mình, và phải dùng hành động. Dù hành động nhỏ nhất thôi cũng cần phải làm, đừng chờ người khác. Hiện nay người dân Việt Nam cứ nói là Đảng Cộng sản hút máu của mình, Đảng Cộng sản tham ô tham nhũng, rồi đảng viên Đảng Cộng sản là hèn với giặc, ác với dân. Rồi đảng viên Đảng Cộng sản, công an Cộng sản là những người chuyên đi đánh dân, cướp đất, cướp nhà, đủ mọi thứ. Nhưng quý vị,
chỉ phàn nàn vậy thôi, chứ quý vị chưa trực tiếp, chưa thực hiện cái hành động của mình. Thì ngày hôm nay cái việc mà nhà cầm quyền cộng sản họ ra cái quyết định là tăng 5.000 đồng một lít xăng là chuyện hết sức bình thường. Chỉ khi nào quý vị lên tiếng thì những cái hành vi sai trái này nó mới chấm dứt, nó mới dừng lại, nó mới cải thiện được cái cuộc sống của quý vị. Cũng giống như là chính phủ, là cái sở giao thông đúng không, họ ra cái quy định là bắt tất cả người dân cập thay đổi bằng lái xe từ bằng ô tô, xe máy, mà những cái bằng vô thời hạn, không có thời hạn, nhưng họ cũng bắt đổi, nếu không đổi thì sẽ bị phạt. Nhưng chính những người dân họ dùng những cái lời nói, những cái hành động của họ để phản đối nhỏ nhặt như cái vấn đề sắp tăng giá này chẳng hạn, thì đấy, cái vấn đề mà đổi bằng lái xe đã phải dừng lại, đến giờ chót phải dừng lại. Nhưng biết bao nhiêu người dân rất là nghèo khổ, rất là xa xôi, phải nghỉ làm, phải xin nghỉ làm, rồi đi đi lại lại, rồi chầu trực xếp hàng, chầu trực ngày này qua ngày kia, có những người còn phải thuê người khác xếp hàng hộ mình để đi đổi cái bằng lái xe. Nhưng kết quả thì đến giờ chót nhiều người dân lên tiếng, nhiều người phản đối những cái việc làm phi pháp đó của những cái người đảng viên cộng sản cầm quyền trong các cái ban ngành đó. Thì chính phủ lại ra cái quyết định là gì? Là cái nghị định yêu cầu bắt buộc người dân phải đổi bằng lái xe là cái nghị định sai luật, mà không ai chịu cái sai luật đó, không ai chịu trách nhiệm về cái quyết định đó. Cái hậu quả là người dân chịu. Và đến bây giờ là vấn đề xăng tăng giá, nếu quý vị vẫn tiếp tục lặng tâm, quý vị sẽ là cái người chịu hậu quả. Quý vị đừng nói là chờ đợi với cả mong rằng ở Việt Nam xuất hiện một đấng minh quân đứng lên để đấu tranh cho quý vị, để quý vị là những cái người được hưởng những cái quyền lợi đó. Không có chuyện đó đâu. Chỉ khi nào quý vị là những người lên tiếng, quý vị là cái người hành động để đòi cái quyền của mình, yêu cầu chính phủ không được phép dừng, không được phép tăng cái giá xăng. Bây giờ chính phủ họ đang đói ăn, họ không còn tiền để trả lương cho các cái quan chức, cho những cái nhân viên. Đấy là những cái quan chức cấp cao thì họ tham ô tham nhũng, họ không có sống bằng tiền lương mà họ sống bằng cái tiền tham ô tham nhũng, và đưa ra những cái quy hoạch và cướp đất của dân chỗ này, cướp đất của dân chỗ kia, họ sống bằng cái đấy chứ họ không có sống bằng cái tiền lương. Bởi vì quý vị cũng biết là các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, từ quan chức cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, lương của họ thì cực thấp, không đủ để cho họ uống nước hoặc là tiền xăng xe. Nhưng tại sao họ có tiền cho con cái họ đi nước ngoài, họ mua biệt thự ở nước ngoài, họ cho con cái đi ăn học ở nước ngoài, họ có vấn đề gì họ tót đi nước ngoài, họ sống, họ trốn tránh trách nhiệm, họ gây ra những cái hậu quả gì thì họ chạy đi như thế, thế là chạy tội, là không, họ không có bị làm sao cả. Cái hậu quả thì người dân phải gánh chịu. Đấy, quý vị cứ lặng câm đi. Bây giờ Trung Quốc nó xâm chiếm biển đảo và bắt giết ngư dân, quý vị lặng câm đúng không? Thì đến cái chuyện mà khi mà quý vị lặng câm như vậy thì đến cái chuyện mà Formosa nó xả thải, cái đâu có ảnh hưởng đến một hai người, ảnh hưởng đến cả cái dân tộc này. Và bây giờ là cái giá xăng chuẩn bị tăng giá. Đây, xăng chuẩn bị tăng giá. Và cách đây vài tiếng đồng hồ thì ngay tại cổng Bộ Công Thương thì chị Thảo Teresa với cả anh Lê Hoàng có tăng biểu ngữ yêu cầu chính phủ chấm dứt cái hành vi tăng giá xăng. Và giải sát khắp nơi đều có, Bắc Trung Nam đều có những người có những cái biểu ngữ rất là nhỏ nhặt, họ đơn lẻ chỉ đứng một mình hoặc một vài người tùy nhóm, họ đứng lên chỉ họ yêu cầu, họ phản đối, thực ra là họ phản đối chính phủ tăng giá xăng, bởi vì cái giá xăng ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của mọi người dân, của từng người, từng gia đình mình. Nếu như mà cái vấn đề mà tăng 5.000 tiền xăng để cải thiện cái vấn đề môi trường, để bảo vệ môi trường, vậy thì chính phủ phải đưa ra được cái giải trình là cái tiền thuế này
cải thiện môi trường ở cái gì, bảo vệ môi trường bằng biện pháp nào, hết bao nhiêu tiền trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, và cải thiện ra làm sao, cái môi trường được cải thiện như thế nào, kết quả mà người dân được hưởng nó sẽ ra sao. Thì lúc đó mới nói là đến cái chuyện là cải thiện môi trường, là tăng giá xăng để đánh bằng cái thuế môi trường, bảo vệ môi trường, chứ không thể làm 5 nghìn một lít xăng một ngày. Quý vị có biết là người dân Việt Nam phải sử dụng bao nhiêu lít xăng, bao nhiêu tỷ lít xăng, bao nhiêu nghìn lít xăng trên một ngày không, một tháng, một năm không? Thì vậy thì cái tiền thuế đấy nó sẽ là bao nhiêu tiền, cái môi trường được cải thiện không, hay là môi trường lại càng ngày càng nghiêm trọng? Phải đưa được ra cái biện pháp, chính phủ phải đưa được ra cái biện pháp là muốn cải thiện môi trường để tăng 5.000 đồng một lít xăng phí bảo vệ môi trường, thì phải bảo vệ như thế nào, chứ không phải là cứ tùy tiện để mà thu tiền thuế của dân. Quý vị, nếu mà quý vị tiếp tục lạm công thì quý vị là cái người chịu hậu quả.